thân yêu, rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay trên kênh YouTube Phương nha. Hôm nay thì Phương có đem tay lướt ba màng. Mỗi khi mà mình hay dân ở trên kênh 300 á, ra căn ngoài đây, ngoài ruộng ngoài đây nè, xem coi có trúng không. Tại cũng lâu rồi, từ lúc mà kênh 300 bị ra cái đầu nhút nó bao dày á, Phương không có dân trở lại nữa. Nay mình căn thử nãy giờ khoảng tầm hơn 1 tiếng rồi đó. Cả nhà còn đi thăm với Phương xem có thành quả không nha. Cái ba màng này dạo dài lắm nên là mình không có bắt chuyền giống như lưới quế được. Phương nhân rồi giờ mình không, mình để vô trong thao này luôn. Ê rồi
chứ hôm đó nó ra dăng lưới quế không mà cả nhà, không có thử lưới bao này. Vậy đang thúi đây vậy à? Muffy. Muffy á nha. Bên á. Ê Luffy, xíu nó sắn chân Phương rồi. Hên á, con này gai ghê lắm. Ê. Cũng đẹp quá ha. Thôi Phương thả lại luôn nha. Ê, trời ơi, hai con lâu kiếp. Tại lưới của mình nó dạo dài á, cho nên là thả tới thái luôn. Mấy lâu kiếp này nó đi gần tận đáy á. Thả lại luôn nha cả nhà ơi. Thao của Phương sắp thẳng luôn rồi. Đây chúng lớn luôn rồi cả nhà ơi. Wow. Wow, cá chép nữa cả nhà ơi. Cá đụng bay chép luôn rồi. Dạt vô mà bông bông súng. Mình tranh thủ cả nhà ơi. Tại mấy con cá nó nằm ở phía dưới á, lưới Phương chắc 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 lên á. Mình tranh thủ đem thôi, nó bị đè nó ngợp. Ê, có đồng tỉnh, có đồng tỉnh nha. Rồi sấy hay sao hả? Còn Luffy. Luffy quá khủng luôn. Hết biết con Luffy nó mập rồi cả nhà. Ngay cái đường qua của kênh 300, đường qua lại giữa kênh với lại là trên ruộng á cả nhà. Kênh bây giờ thì do là bà con ít có đi qua lại á, cái rau nhúc nó lên quá chừng nhiều luôn rồi.
Hôm nay Phương không có ngăn lưới được. Phương canh ngay cái đường này nè, dính một con goofy đực nữa. Ngon hết biết ngon luôn. Giáp lưới luôn này. Thẳng thao luôn rồi cả nhà ơi. Chí mấy rồi. Hết lưới rồi, vừa hết lưới luôn một chút xíu nữa thôi là chèm cái thao mình luôn. Đây, vô trong nhà cả nhà. Vô trong nhà cái Phương chưa đỡ ra. Nhà vô nhà với Phương nha. Thao này là Phương không có mà ginh nổi đâu. Nặng lắm. Giờ mình chỉ bẹ dài vô thôi. Về tới nhà rồi tranh thủ mình gỡ cá ra cả nhà ơi. Đi ra ngoài nền ngoài đây luôn cả nhà. Cá nó dễ thở. Quá hết có biết không? Thank you.
còn hết, còn thở. Này con phi, phi với cái mè trắng, phi với con mè trắng. Mè trắng này cũng ngọt. Cô Phi, Phi còn thính. Con lái con là bự ghê. Con lái này thắt mình nè cả nhà. Con này chiên ngon lắm. Con này xương chứ y cũng hơi nhiều. Cả nhà muốn mà mình ăn nó mà đổi xương á, cả nhà khứa nó xéo xéo người đó, nhà sát sát với nhau á, sợ nó không có xương. Họ chiên ngán không có xương, đứt xương chân ngon. Con này con cuối cùng hay gì nặng con Phi đực nè, đỏ đỏ nè.
cả nhà. Mấy con trong đây là tỉnh không? Hết trơn luôn. Đây cả nhà ơi, đây, quả này của mình nè. Cá chép, con này mặc hết tiếc rồi. Chép Phu Phi, bên đây là con cá mè, con thắt lát để phân cân coi nó được nhiều ký nha cả nhà. Nó xong bằng cái thao trắng luôn mà, giờ mình sẽ chiền cá qua. Nhiều ký rồi cả nhà. Như này. Thôi. Nhiều đây 8 kg. 8 ký cá. Tôi chiến nhận lớn hôm nay. Bây giờ thì Phương cũng xin phép cái nhà dừng video ở đây luôn nha. Cả nhà xem đến đây cho Phương xin một lượt like và nhấn đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những video kế tiếp của Phương nha. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.